Theo như Đông Anh có chia sẻ ở từ số 1 ha, là Đông Anh được học về pha chế. Thì ngày hôm nay thì chắc trước khi chúng ta bắt đầu với chương trình thì xin nhờ Đông Anh có thể là thể hiện một cái sự tài lẻ nhỏ nhỏ chẳng hạn. Lắc cho Hương Ly thấy nha. Dạ, đổ không, đổ không, đổ không? Không, phải chắc. Chắc không, chắc nha, chắc. Đó. Hương Ly có muốn thử không? Được không? Được, hơi ngờ vực. Nani? Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Bắt Phát. Và bên cạnh Hương Ly lại là Đông Anh đây. Nãy giờ chúng ta thấy là Đông Anh đi một cái đường nhẹ nhẹ về vấn đề pha chế này. Thì là Đông Anh có thể là chia sẻ là trong cái quá trình của mình học với cái này thì Đông Anh có gặp cái trở ngại nào không về cái vấn đề pha chế? Lúc đầu gặp là phải thử rượu với Hương Ly. Thử rượu? À, phải thử rượu để biết cái này hợp với cái này, cái kia học với cái kia. Hương Ly có hay đi ba để uống mấy loại như B52 gì không? B52 là gì nữa? Quên mất cái gì? Không có bên hay là gì vậy? Biết cái rượu mà 3 tầng không? Nó có vị không. Cây cái vụ 3 tầng rượu ở tiệc cưới hay hay không? Không. Nào gặm đi pha cho uống nè. Ok, hướng, hướng không? Hướng. Mèo mèo. Vậy là mở ra lần là ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là học được nhiều kỹ năng. Bạn học pha chế nè, bạn biết về trà sữa, bạn biết về các loại thức uống, cũng như là bạn pha chế được nó. Bạn biết rất là nhiều thì có nghĩa đó là chắc chắn cơ hội nghề nghiệp rất là rộng mở, đúng không nào, đối với ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Theo Đông Anh thấy nha, ừ, cơ hội làm việc về ngành này khá cao, mà tại vì sau khi đại dịch Covid á, thấy du lịch phát triển quá trời, hiện nay đi đâu cũng du lịch. Trời ơi mày ơi, tao đi du lịch nha, rồi tao đi du lịch chữa chuyên lành. Rồi ví dụ như là khách khứa có họp hay là muốn một cái hội nghị đó cũng trong khách sạn nhà hàng. Rồi ăn uống hiện tại phát triển mà, cho nên Đông Anh thấy ngành này đang phát triển rất nhiều luôn á. Cho nên các bạn cứ yên tâm vào học đi. Sau đại dịch Covid-19 thì mình nghĩ rằng là cái ngành này nó sẽ bị tụt dốc á. Tại vì trong một cái khoảng thời gian 2 năm chúng ta không có một cái sự phát triển. Nó không có cũng không đúng, nhưng mà nó y như là nó bị đóng băng vậy á. Thì Hương Ly nghĩ rằng là ngành này thì khi mà học ra các bạn dễ bị thất nghiệp. Thì giống như là như Hương Ly hồi nãy nói đó, đi du lịch để chữa lành. Chẳng lẽ đi du lịch cái Hương Ly đứng ngoài Hương Ly nhìn thôi, Hương Ly không có một khách sạn hay một cái nhà hàng hay là trải nghiệm ăn đúng uống. Rồi, đúng rồi. Hoặc là nhiều khi mà tiệc cưới gì đó. Ủa tiệc cưới bà tự tổ chức hả bà? À phải có người. Ủa tính tổ chức mình à? Vậy thì đi, ở đây đi, chúng ta nói một cái vị trí là nếu như mà học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, vị trí các bạn sau này ra các bạn sẽ làm được những vị trí nào hả? Bartender nè, giống như mới phải đó, bartender, rồi quản lý nhà hàng, quản lý khách sạn gì đó. Rồi lễ tân nè, lân nè. Thực chất thì trong khi trường đào tạo cho thì rất là nhiều về lĩnh vực rồi. Thì sau này khi mà Hương Ly ra đời, Hương Ly phát triển thì khả năng của mình, ví dụ khả năng của mình là quản lý mà bắt đi làm lễ tân thì sao mà ai chịu. Vậy thì khi mà Đông Anh học tại trường á thì là các thầy cô có nói về cái lộ trình đó với mình nhiều không? Dạ có, tại vì thực chất ra thì lúc đầu ra mà ra ngành này á, chắc như là đi học làm phục vụ Hương Ly. Theo như Đông Anh tìm hiểu từ khi mà thực tập rồi ở trường cho nha, là từ cái chức mà quản lý thì cũng phải am hiểu về từ phục vụ gì trở lên, tại vì mình quản lý nguyên một đội nhóm mình mà không biết mấy cái đó thì sao mình quản lý, đúng không? Ví dụ mỗi lần thấy nhân viên sai nhưng mà mình không biết nói, mình không biết sai chỗ nào hay là không trải nghiệm qua thì sao mà biết được, sao mình biết nói là sao bị quản lý được, đúng không? Vậy thì về Đông Anh sao, Đông Anh có tính trở thành quản lý không? Trong tương lai thì tôi mới lập Hương Ly. Là có nghĩa là trong 3 đến 5 năm tới là rất muốn trở thành quản lý, đúng không? Rồi vậy thì ở đây chúng ta lại mở ra là cơ hội nghề nghiệp đối với ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Theo như Đông Anh nói rằng là rất là đa dạng, có rất là nhiều vị trí, không chỉ rằng là các bạn ra các bạn làm đầu bếp hay là các bạn làm bartender, mà các bạn có thể là có những cái ước mơ cao hơn, đặt tiêu cho mình cao hơn, đó chính là trở thành một nhà quản lý tài ba chẳng hạn. Thì hoàn toàn các bạn có thể là đáp ứng được những cái điều đó. Và như cô gái Đông Anh của chúng ta đứng ở đây đây luôn đặt mục tiêu rằng là mình sẽ trở thành nhà quản lý, và đối với những hành trang kiến thức mà tại trường cao đẳng quốc tế các em cho bạn, cũng như là những cái kỹ năng để bạn có thể cọ sát nhiều hơn nữa đối với lĩnh vực này.